Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một lô sản phẩm nữa là những bức hoành phi bằng gỗ gụ. Trong clip này tôi sẽ giới thiệu là 9 bức hoành phi gỗ gụ đã được chúng tôi vừa mới hoàn thiện nong khung xong. Toàn bộ bức hoành phi này là có kích thước dài 1m97, rộng 67, và toàn bộ là bên trong là chúng tôi chặt nền gấm chạy chữ công, ba chữ nho ở giữa là chạm ba chữ Đức Lưu Quang, và xen kẽ là chúng tôi có đục tứ quý. Về phần khuôn là chúng tôi làm to 10 phân, dài 6 phân. Đây là những người thợ của chúng tôi đang khiêng những bức hoành phi để chồng lên nhau và chuẩn bị xếp xe bàn giao cho khách ở Hải Phòng. Quý khách mới mở cửa hàng nên là đặt chúng tôi rất nhiều những bức hoành phi như này. Trong clip này tôi giới thiệu là 9 bức hoành phi, mẫu mã là như nhau và kích thước cũng là dài 1m97, rộng 67, toàn bộ phần ván chúng tôi làm dài 3 phân. Đây quý vị có thể xem này. Toàn bộ phần chữ nho này chúng tôi đã dịch sang tiếng Việt và phụ đề chúng tôi đặt phía dưới chữ Hán. Xung quanh phần khung này chúng tôi có chạm gấm hoa chanh và trong nền chúng tôi chạm gấm chữ thập. Quý vị nào muốn sở hữu những bức hoành phi như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Yên Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đã huy động thợ thuyền hết công suất trong dịp đầu xuân Canh Tý để có thể hoàn thiện được những lô hàng đầu tay cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những clip chúng tôi đã đăng tải lên. Quý vị có thể về xem hàng tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hoặc có thể liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có thể tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.